Chào mừng anh em quay trở lại với cái tiết mục khui hàng mới về đây. Một hàng mới về đây. Lần trước đặt bên Mỹ, lần này đặt bên Canada, lần sau đặt bên Úc. Mỗi mỗi đợt là quê hương ta là cấm shipper giao, cứ mỗi ngày một khách khe shipper giao tới vài bữa là ông ấy chịu không nổi nhiệt, ông test covid, tiền test covid, tiền đi đường, tiền làm giấy chứng tờ này kia, tốn quá nhiều thời gian và tốn nhiều nhiều chi phí quá, nên người ta không muốn làm nữa. Thì theo yêu cầu của 500 anh em trong cái khu vực của mình ấy, thì mình cũng cố gắng mình đặt để phục vụ các em, các cháu mà để bước qua cái mùa dịch này để tiếp cận với nền giáo dục. Nền giáo dục đây, hàng này, thùng hàng có rất kỹ, có 80 lớp. Thì cái video này mình xin thông báo là mọi người trong xã thôi, trong xã thôi, chứ còn ngoài mình không có ra, không có ship được ra ngoài nữa. Ở ngoài thì mình cũng đặt được, anh em muốn ở ngoài mới đặt được, mình sẽ nói công ty tới giao luôn, công ty giao trực tiếp cho anh em luôn, chính hãng nha anh em, ra hàng chính hãng, hàng chính hãng và bảo hành 1-1 trong vòng 1 tháng, bảo hành 1 năm. Thì đây có vẻ có một số hàng thông dụng nha anh em. Nokia, con Nokia này giá rất rẻ này, màn hình to. Đây là cái Nokia này là Bộ Giáo dục đang đề xuất để cho các cháu học mùa dịch đây. C20, con C20 giá trên 2 triệu chút xíu. Nokia C20 giá trên 2 triệu chút xíu. Mừng hàng về mà tôi mừng theo các vị phụ huynh ra hỏi liên tục, mình không có hàng bán điện thoại mà không có hàng, ngại các vị phụ huynh không muốn bán mùa này, thật sự không ai muốn bán hay là tiếp xúc với ai hết. Nhưng mà do cái nhu cầu thiết yếu bây giờ là điện thoại cho các cháu là nhu cầu thiết yếu, nên mình phải cố gắng để đặt về giao cho anh em một số các sản phẩm. Không có nhiều anh em, không có nhiều, đặt cũng không có, mà đặt phải chờ 3-4 ngày mới có hàng cái không ra lấy, mà không ra lấy là mất, mà nếu mà ra lấy mà shipper mà không ra lấy là không có nữa. iPad đặt không có, iPad anh em cứ xem trên mạng đi, giá nó một khác, nhưng giá nó rất là cạnh tranh, nhưng mà đặt không có đâu anh em, đừng có so sánh bây giờ giá rẻ giá mắc. Bây giờ nó không có mua được hay không và mua chỗ ở đâu cho nó có uy tín, thế thôi. Hai cái đó thôi. Thì con SATA 5 này chơi tốt lắm này anh em, học hành tốt lắm này đó. Cái con này đỉnh lắm này. Nokia này, Nokia đặt 3 cái này nhưng mà cũng không có hàng này, người ta chỉ ra một cái thôi. Pin 6000, pin châu 6000. Nên anh em mình xin khui thử cái mẫu này nhá, mẫu này mới ra này. Mình xin khui thử, còn cái model này thì mình đã bán trong thời gian qua rất tốt, bảo hành 2 năm rất tốt. Bộ nhớ và cái vi xử lý và cái màn hình pin châu xài được 2 triệu mấy á, mình chưa có xem bản giá thì 2 triệu mấy này, tí mình sẽ công bố ở tiêu đề nha. Hai giờ mấy đây, lấy hai giờ mấy đây. À, phiên bản này phiên bản RAM 4GB mới ra, phiên bản 3GB này nó hết rồi, mới ra phiên bản 4GB. Ôi trời, chết tôi rồi, giá cao quá rồi. 4GB đó, giá hơi cao chắc. Rồi anh em, phiên bản cao hơn, nó chạy mượt hơn, nhưng mà nhiều người ta không có khả năng, người ta không thích mua cái phiên bản cao, mua phiên bản vừa phải để cho con người ta học được rồi, nên nó hơi khó rồi. Có gì mình chơi được cái đấy nha anh em. Nokia này
Tí mình sẽ làm một cái clip review về cái con Nokia này cho anh em xem. Máy mang một cái thiết kế thông dụng để rẻ nhất có thể để cho tiếp cận học sinh, giáo học sinh. Nokia. Rồi, xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em vào video chiều nay. Mình sẽ test cái con Redmi 9D này, pin 6000, giá cũng gần 4 triệu ạ. Con này cái giá cao nhất. Rồi, nó 4 triệu pin 6000. Giá hơi cao, hơi chát. Hơi khó đó. Rồi, xin chào anh em nhé. Tí mình sẽ review cho anh em xem. Cái này có rồi, cái này thì anh em biết rồi. Trong kênh mình đã giới thiệu rồi. Redmi 9T này tí mình sẽ giới thiệu cho anh em xem. Rồi, chào anh em nhé.